Ok, hello chúng người, chào mọi người. Oh shit, cái what the fuck. Ok, chào mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Nai Hát. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái plugin mới. Đó là plugin Custom Enchantment, tức là enchant theo ý muốn. Thì plugin này sẽ giúp cho cái server của các bạn có khả năng enchant mà không cần dùng tới lệnh hoặc là phải dùng tới cái bàn enchant. Ok, thì cách cài plugin rất là đơn giản, các bạn chỉ cần download cái plugin. Mình sẽ để link ở dưới description. Ok, vô cái link đó. Oh shit, các bạn tải nó về xong rồi phát xà lắc cái gì. Ok, các bạn tải nó về, sau đó các bạn bỏ vào file plugin ở trong server, rồi khởi động server lên, nó sẽ khởi động, nó sẽ bật cho các bạn sử dụng ngay. Sau đó giờ mình sẽ hướng dẫn tới trong game. Thì vô game các bạn bấm set CE, thì ở đây nó sẽ ra một đống cái là reload, list, remove, enchant, menu, change, keep, update. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bắt đầu từ cái menu này. Set, câu lệnh của nó luôn luôn là phải là set CE cách ra, rồi muốn ghi một trong những cái đó thì là mình sẽ hướng dẫn bắt đầu từ menu. Ok, đây là main menu, tức là danh sách chính, thì gồm có 3 phần, đó là enchantment. Mình cái cái này thì là gọi là enchant vật dụng của chúng ta nè. Còn item tức là những cái dụng cụ, cái này thì thường dùng để bán, kiểu như là mỗi cái nó có một cái đặc điểm riêng. Ví dụ như Thor S thì cái này sẽ có chức năng là đập một cái khá là to. Mình sẽ chụp cái này xuống. Ok, đó thấy không, là Thor S, tức là cây búa của Thor đó. Rất là nhiều cái cho các bạn lựa chọn, các bạn có thể đọc ở đây. Ví dụ như Pyro, Bear Trap và các thứ rất là nhiều. Ok, tiếp đến là xem menu nè. Cái rune crafting thì là mình không hiểu nha, kiểu như là các bạn ghép một cái gì đó vô á thì nó sẽ hoạt động, mà mình không biết là nó có công dụng gì. Ở trên cái trang chủ của nó không nói cho nó biết, là không nói cho mình biết là cái công dụng thực sự của nó. Ok, tạm thời bỏ qua cái đó đi, cái đó chắc cũng không dùng nhiều đâu. Bây giờ là chúng ta đến với phần enchantment. Enchantment ở đây nó sẽ có tổng cộng là 6 cái enchant global, là enchant cho tất cả những cái enchant mà nó có nè đó. Rồi tới bow thì chuyên nâng cấp về cung. Bow thì có những cái volley, shuffle, blaze, các thứ. Thì bây giờ ví dụ mình muốn enchant cái firework, tức là bắn ra cái pháo hoa, các bạn click vào. Ok, thì ở đây nó có các cấp cho các bạn chọn. Ví dụ mình sẽ chọn là cấp 5. Cái này thì thường là các bạn sẽ lấy, còn muốn enchant thẳng vô như thế này. Chan như này, rồi chỉ cần bấm vào đây, bấm chọn cái firework và các bạn click vào cái cung. Fuck, fuck, lỗi rồi, what the hell. Ok, mình đâu quay trở lại. Ok, mình biết cái sử dụng sao rồi, mình để thật. Tức là bấm vào đây, chan mình bô. Ví dụ như mình sẽ chọn là firework, thì do máy mình có sức giới hạn nên là mình sẽ chọn một thôi. Thì sau khi nó ghép cho mình cái này, cái cuốn sách trên trang này, các bạn bấm CE menu, rồi các bạn chọn cái rune crafting, sau đó các bạn bỏ hai cái này vào thì nó sẽ ra cái bow này. Rồi chỉ cần click vào thì ở đây nó sẽ bắt đầu nó quay và các bạn click đó, để lâu lâu tí click cũng được. À, bắn bùm 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 tụt FPS. Yeah, trời nó tụt FPS kìa.
mới cấp 1 mà đã vậy rồi. Nãy mình mở lên bốn cho bé bé, mình bắn cái xuống còn băm mấy. Rồi hiểu độ lag của nó rồi đúng không? Ok, đó là phần cái cung. Giờ mình sẽ thử với cái lộn xe menu. Mình sẽ thử với cái giày, nó có cả nón nữa. Tool là dụng cụ nè, có thể energy energy zinc như năng lượng, năng lượng kiểu như là lâu hỏng hơn hay sao á. Còn explosive là vụ nổ, kiểu như là bấm một cái là nó nổ á. Thì mình sẽ thử nha. Đây là cái này, giờ click vào đây sẽ chọn là vụ nổ là một, sau đó là sẽ CE menu, click vào đây cho cái cúp như cái này vào, giờ nó sẽ quay quay click click click. Ok đó, như thế này. Giờ mình sẽ đào thử nha. Bùm. Đó các bạn thấy không, đó bấm cái là nó sẽ nổ một cái này đó. Phải đúng dụng cụ nó mới nổ nha, sai dụng cụ thì nó không có nổ đâu. Ok shit, đào chỉ cho lắm thế ta, chỉ ngu vật lờ. Rồi đó là về phần tool. Còn cái helmet thì sẽ lấy luôn cho các bạn xem luôn. Xem menu cái này nó sẽ đến với phần cái armor này là giáp, giáp người với lại cái quần, còn hai cái này là nó riêng với nhau nè. Tại vì cái giáp người với cái quần thì nó sẽ giống nhau cho nên mình sẽ không hướng dẫn đâu, mình cho các bạn xem thôi. Nó chỉ có một vài cái, tiếng như bạn nào không? Tiếng Anh cao siêu thì có thể dịch hết đống này nè nhưng mà nó dài quá mình không muốn dịch thôi. Tới helmet thì chúng ta có implant với glowing fuck, nói chung bỏ qua đi. Chúng ta sẽ tới boot, tức là cái giày thì gồm có gear ring storm. Thì cái storm này hình như là một cái gì đó mình không có giỏi tiếng Anh đâu. Ok bấm vào đây, phát mày quay tới khi nào? À nó phải khoảng 5 giây cả đó. Như mặt vô thì chúng ta sẽ không có gì cả. Ok rồi đó là về phần hướng dẫn cái câu lệnh menu. Bây giờ chúng ta sẽ tới một phần enchant tiếp, đó là bảng. Thì cái bảng này khá là dễ sử dụng. Chúng ta cần một cái tường, không có tường cũng được, các bạn có thể đặt xuống như thế này, có tường thì nhìn nó đẹp hơn. Được rồi, dòng sau khi các bạn đặt cái bảng ra, dòng đầu tiên chúng ta sẽ có là custom mẫu hoặc vuông, custom enchant chữ C và chữ E nó phải viết hoa lên và không có S nha. Enter một cái, xuống dòng thứ hai chúng ta sẽ đến là cái tên mà chúng ta muốn enchant, ví dụ như là Explosive. Ok, cái thứ ba cách một dòng enter enter đó, thì là sẽ tới là giá, giá tiền mà chúng ta muốn cho anh ví dụ ở đây là 10 đồng. Ok đó như thế này, sao nó không ghi là mình đã đặt cái bảng ra. What, trời ơi, nó phải ghi cái bảng ra chứ. Chan đúng rồi, cái này là gears đó, thấy không, nó ghi là successfully create a size shop là chan mà, thì mình ghi sai cái chữ này rồi. Ngô tiếng Anh vãi lên. Tool explosive đúng rồi mà ta, hay là phải có S vô nữa. Có địch mệt thế. Họ hôm qua mình chỉnh được mà. Custom enchant explosive giá 10.
Ok, đó, bây giờ nó mới hiện cái dòng chữ lên đây nè. Mệt ghê luôn chứ. Sau đó chúng ta chỉ cần cầm cái món đồ lên, click chuột phải vào. Đó, thì nó sẽ update lên. Thì cái này chỉ mới là một, sau khi chúng ta trả lần hai thì nó click lần hai chúng nó sẽ nâng cấp lên hai. Và tương tự nó sẽ nâng cấp 3, 4 và 5. Ok, 4 à, 5. Rồi 5 là max rồi nha. Rồi click lần nữa là you only have maximum. Cái này hình như nó không có nổ về cái bề ngang, nó nổ về bề sâu. Theo mình nghĩ là vậy. Ok. Rồi, đó là phần bản. Giờ chúng ta sẽ đến với câu lệnh tiếp theo. Sẽ đó là reload thì các bạn đã biết rồi. Các bạn có chỉnh sửa trong config thì các bạn bấm reload là được. Set CA list thì sau khi list thì nó sẽ có hai cái, đó là list item và list enchantment. Item là những cái món đồ mà như cái búa Thor hồi nãy đó. Hồi nãy mình có review cho các bạn xem búa Thor được các kiểu đó. Đó là item. Còn enchantment là những cái enchant có thể. Thì cái này mục đích là để cho con lệnh sẽ enchant và sẽ trang gift các kiểu. Update thì chỉ là check update thôi. Đó, enchant ở đây. Nó sẽ có một đống ở đây. Không. Ok. Có cái item. Thì nó sẽ ghi ở đây. Đó, rồi, bạn có thể nhớ rồi ha. Tiếp đến là remove thì tức là remove một cái enchant mình đang cầm. Ví dụ như là mình đang cầm một cái cung. Giờ mình sẽ đánh CE menu lấy cái này, cái kinh này, cái bom cái này. Đó mình đánh CE menu. Hai cái này, bấm hai cái này vô, bấm một cái nó sẽ mất khoảng vài giây, sau đó là nó sẽ đưa cho mình cái cây này. Rồi, sau đó mình chỉ cần đánh CE remove thì nó sẽ remove cái enchant, nhưng mà nó lại có một nhược điểm, đó là nó không xóa cái chớp chớp này nè. Nó không xóa được, nó chỉ xóa cái enchant đi thôi. Đó, bây giờ mình bắn nó không có một cái gì xảy ra hết. Ok. Rồi, câu lệnh tiếp theo đó là enchant thì cũng tương tự ngược lại với remove chứ. Ngược lại với remove là thêm vào. Set CE enchant. Và các bạn bấm enter thì nó sẽ lên là require material, tức là dụng cụ chúng ta đang cầm. Nó là dụng cụ gì? Ví dụ như nó nằm ở trong bow, armor, tool, helmet và boot. Ok, ở đây là mình đang cầm là bow. Enchant mình enchant là firework level 1. Bow firework để nó sẽ xịt. Phải viết tắt chữ ý hoa chữ này lên không? Share menu. Đây nè, các bạn bấm vào đây. Cái này là firework. Sao không được? What the đền trên mình ô phải quốc do not exit hả? Ok, hình như là chúng ta đang cầm thì nó sẽ không cần đâu. À đúng rồi, chúng ta đang cầm nó sẽ không cần hả? Tức là cái mẫu view này nè có hay không cũng được, hoặc là không có cũng được. Ok. Còn level thì các bạn điền vào, ví dụ level 2, level 5. Không được, level 6 là không được. Ok, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Bắn cái này chết tao luôn. Tiếp đến là câu lệnh menu mình chỉ rồi, change thì là thay đổi một cái gọi là một cái hình tràn của một món đồ nào đó. Ví dụ mình sẽ phải quốc 1. Bây giờ mình sẽ đánh CE change. Enter một cái thì nó sẽ có là trang. Đầu tiên là name. Name thì chúng ta có thay đổi được tên, ví dụ như màu. Chúng ta sẽ ghi là một trong bốn cái color set at reset. Thì ví dụ ở đây mình thay đổi màu đi, color
new value là dữ liệu mới. Bây giờ mình sẽ dụ color, mình sẽ ghi là red, đưa nó tab name thì sẽ chèn name set trước hả? Ok, tức là set phải đầu tiên, sau đó là name set là fuck. Ok, giờ tên của nó là fuck. Tiếp đến là chúng ta sẽ add add thì chúng ta sẽ add là explosive. Đó, nó sẽ add vô cái tên như thế này, fuck explosive. Name tiếp nó chính là color. Thì oh fuck, mình phải chọn cái cây này nữa. Color là red. Rồi, giờ tên nó sẽ thành màu đỏ. Đó, rất là hay. Thì cái này tùy các bạn thích chỉnh sao chỉnh nha. Còn reset thì nó sẽ không có cần cái new value đâu. Chỉ cần bấm reset là nó sẽ xong. Tiếp đến là lore. Lore là cái enchant bên trong cái cung. Ví dụ đây mình sẽ firework là 1. Ok, đây trang lore. Thì lore là chúng ta sẽ có add explosive. Đây. Cái dòng gọi là description của cái mô tả của cái cung. Thì cái này nếu như thực ra thì nó đã có sẵn ở trong Minecraft bình thường. Nó có sẵn ở trong Minecraft bình thường rồi. Nhưng mà cái này dành cho những bạn nào mà chưa kiểu như chưa biết lệnh nó thì các bạn có thể dùng. Ok ha. Thì tương tự với color reset các thứ thì các bạn phải set trước, xong rồi sau đó là set hoặc add trước, xong rồi mới có color và reset. Ok. Đó là phần hướng dẫn ở trong game. Thì sẽ đến config. Ok, đến với phần config thì chúng ta chỉ quan tâm một số cái như là global crafting và enchantment. Ok, global tổng thì có cho tạo cái nguồn ối không, có update là nâng kiểu như kiểm tra update thì on startup là startup là kiểu như là mỗi khi khởi động server lên nó sẽ check một lần, và cứ mỗi 300 tích 300 giây chứ 300 giây là nó sẽ kiểm tra một lần. Ok, so syntax kiểu như hiện update đó, có hiện cái dòng update là cho chúng ta không. Tới phần runecraft thì crafting thì các bạn bật có nè disenchanting là disenchanting là phân tách cái món đồ đó ra. Chain stack enchantment là cho stack cái kiểu như là các bạn có một cái món đồ enchant firework 1, các bạn muốn enchant thêm một cái nữa thì có được hay không á. Đó, cái này các bạn để true thì làm được, false thì không. Transformation effect trao đổi hiệu ứng. Cái này mình không hiểu nha, tự nhiên trao đổi hiệu ứng. Ok, tạm thời bỏ qua. Đến phần enchantment thì khá là nhiều thứ cho các bạn để làm đó. Ví dụ frozen display name giá thì kiểu như là các bạn bấm set menu thì nó sẽ có giá, còn cái bảng thì ghi giá sẵn rồi nên mình sẽ không nói nhiều. Cái này thì tương tự nha, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 và cấp 5. Thì runecraft cost là giá tiền khi mà sử dụng cái runecrafting này đâu. Thì tương tự cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5. Ha. Gear rồi area rồi play support bla 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 bla. Rất là nhiều. Ok. Đến với phần enchantment này không phải cắt cái này nè. Đó, tới phần item. Thì cũng tương tự thôi. Nó là
Death Cycle, Red Boot, Fry Cracker, Rocket Boot. Các bạn ngồi dịch những cái description nào. Color thì nếu như các bạn nào biết color thì có ghi vào. Và display name, enable có bật hay không. Cooldown là chờ bao nhiêu giây để sử dụng một lần. Cost là giá tiền khi mà mua. Rồi poison duration là hiệu ứng cho một lần, ví dụ như cây cung mà nó gọi là firework á, cái pháo hoa á, thì duration là cứ bao nhiêu tích đó là nó sẽ phóng ra một cái pháo hoa. Ok, nói nhiều mỏi miệng quá. Mini gun, pyro ace, rất rất là nhiều. Thor ace đó. Fire duration là thời gian cái lửa tồn tại. Rồi rất rất nhiều đây, và có thể ngồi dịch. Ok, phần đó không có dài đâu, phần hướng dẫn của mình không có dài tại vì nó không có điều chỉnh một cái gì cả. Rồi bây giờ xin chào lại mọi người trong phần sau của Minecraft hướng dẫn plugin. Và nếu như các bạn thấy hay hãy bấm like cho mình và đừng quên ấn vào cái nút subscribe bên dưới và mở cái chuông lên đó, cái đó sẽ thông báo cho các bạn biết là khi nào có video clip mới. Và đừng quên bỏ lại một comment cho mình biết là nên làm gì tiếp theo, hay là mình còn thiếu sót những thứ gì. Ok, xin chào lại mọi người trong phần sau của một cái game nào đó. Bye bye.